Thưa quý vị thân yêu, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của anh chủ Hoàng Sơn, Trần Đồng Minh Mười. Vâng, cho phép Hoàng Sơn thay mặt phòng trà Pong Coffee cảm ơn anh chị em các bạn đã đồng hành cùng phòng trà. Xin cảm ơn. Vâng, ông em gõ cửa trái tim cho ông anh gõ cửa. Niềm vui là
lòng cho kẻ không xương dân thân